Cái vấn đề về liên quan tới Hoa Kỳ đúng không? Thì Đúng rồi. anh thấy có cái gì mà anh nghĩ là mình nên À, gần gửi đây tới quý quý vị vị? cũng nghe có nhắc nhiều đến cái chất opioid đó, tức là một cái chất ghiền, gây ghiền mà hay nằm trong thuốc giảm đau, cũng như là đang bị lạm dụng mà có khuynh hướng là càng ngày càng gia tăng, kể cả những người trẻ. Thì gần đây nó có cái tin là một công ty Johnson Johnson, quý vị cũng hiểu là rất nổi tiếng, công ty dược phẩm đó, đã bị bồi thường vì ở tiểu bang Oklahoma số tiền là 573 triệu vì đã can dự vào cái cuộc khủng hoảng này. Thì chúng tôi sẽ từ từ phân tích để quý vị thấy tại sao gọi là cuộc khủng hoảng. Thì thưa quý vị, là cái vụ việc đó thì quý vị cũng biết là lâu nay thì cũng cái vụ khủng hoảng nó cũng đã diễn ra với quá nhiều người dân Hoa Kỳ. Người dân Mỹ là bị nghiền opioid rất là nặng và rất nhiều, đã có quá nhiều trường hợp tử vong bởi vì opioid cùng với lại bên cạnh đó là chất fentanyl và một số các cái ma túy loại nặng khác, đặc biệt là ở những khu vực như Ohio. Linh Anh nhớ vào năm 2015, 2016, cái số người chết vì ma túy ở Ohio nó nhiều tới mức mà những cái thi thể để đưa tới mà để cho cảnh sát Ohio kiểm tra đó, nó nhiều tới mức mà ở sở cảnh sát, cái nhà quan ở sở cảnh sát nó không còn chỗ đựng nữa. Họ phải mang một cái hòm di động tới, một cái nhà di động tới mobile đó để đựng xác của những người nghiện ma túy chết ở Ohio cái thời điểm đó. Thì đó nó cũng là một trong những cái khủng hoảng opioid, mà đó cũng là vấn đề mà khiến cho Tổng thống Donald Trump ở Hoa Kỳ đã phải ra những cái dự luật mới sau này để nhằm ngăn chặn cái tình trạng này nó tiếp tục diễn ra. Nhưng cho tới ngày hôm nay thì quý vị, nó chưa có hề giảm bớt mà nó còn nặng nề hơn nữa. Thì Thì gần đây đúng đúng Linh Anh nói đúng là cái số người hút đó, nó càng tăng, số người ghiền cái thuốc đó, mà khi mà và một số người lại quá liều, đa số chết vì quá liều. Và đối với những người mà bị ghiền cái đó, thì khi mà sanh con đó, nó bị cái chứng bệnh gọi là neonatal abstinence syndrome ở đây, tức là các trẻ sơ sinh sẽ bị chết yểu, và do đó và họ phải kêu gọi. Thì mình cũng thấy rằng là hình như xứ này đó Linh Nga, là cái cuộc sống hình như người ta bị pressure nhiều, cho nên là người ta cứ phải tìm một cái gì đó để tạm quên đi, mặc dù là trong giây lát thôi. Chứ quý vị cũng hiểu là những cái thuốc đó nó đều về tác hại lâu dài, nhưng mà lúc đó có thể nó cho mình một chút cảm giác là cảm thấy mình hứng khởi, mình vui, nhưng mà nó chỉ là tạm thời chứ không. Thì thực sự là cái đời sống trên nước Mỹ thì quý vị cũng đã quá hiểu, chúng ta quá hiểu rằng là người Mỹ là một trong những dân tộc mà làm việc Rất là nhiều nhất, nhiều ra nhiều nhất. làm việc nhiều nhất trên thế giới. Thưa quý vị, người ta nói tới, nếu đứng ở bên ngoài thì sẽ không hiểu được đâu, Đúng không rồi. hiểu là người Mỹ làm việc cực khổ như thế nào đâu. Quý vị đã quá hiểu và Linh Nga cũng như anh Trọng đã biết là chúng ta vất vả như thế nào. Vì thế nên cái đời sống của người Mỹ đó nhiều khi chỉ là một nguồn vui nho nhỏ lúc cuối tuần với gia đình. Mình cứ coi cái này là mình có thể thấy đi nghe là thấy là bây giờ buổi tối đi, quý vị mở tivi 10 chương trình, hết 7 chương trình là comedy, quý vị để ý coi. Có lẽ quý vị ở đây lâu nhiều người không để ý, với tôi thì tôi hay để ý mấy cái tiểu tiết đó. Tôi thấy rõ ràng là cái người ta cần cái giọng cười, từng cái nụ cười, những chuyện vui Tại vì là nó căng để thẳng ra quá. cuộc sống quá căng thẳng đi, sau 8 tiếng, sau 10 tiếng, sau 12 tiếng ở sở rồi, khi mà về nhà họ muốn có một giây phút relax. Cho nên là quý vị để ý buổi show buổi tối trong những prime time, quý vị thấy đa số là comedy không à, tại người ta cần một cái nụ cười, cần một cái gì để mà release ra những cái stress đã ở sở, deal với khách hàng, deal với đủ thứ đó, thì quý vị cũng hiểu cho. Và đặc biệt nữa là đối với giới nghệ sĩ chúng ta, thì chúng ta thấy nghệ sĩ Mỹ, chúng ta cũng biết là rất nhiều người mà chết là vì dùng cái on drug dưới mọi hình thức, để mà cũng là cái có lẽ cũng là do cái cuộc sống như vậy, nó quá căng thẳng, cho nên khi mà họ không ngờ, khi mà khi đã dùng cái đó, quý vị cũng hiểu là cái dose đó, cái lượng đó, nó sẽ càng ngày càng tăng Nó lên, sẽ tăng lên chứ nó nó sẽ tăng không bao lên, giờ. không bao giờ nó giảm xuống. Mình hôm nay muốn bao nhiêu, mai mình lại xin ông bác sĩ tăng lên chút, rồi một lúc nào đó mình không ngờ là cơ thể mình nó không chịu nổi. Như chỉ là Prince chúng ta đã biết rồi, ngay cả Michael Jackson đó, Michael Jackson là chính, và cũng như là yêu cầu cái bác sĩ đó tăng lượng lên, vì ông Tại đó sau này ra vì lúc tòa ông đó mới là khai. xin là nói là cho milk, cho Đó thì sữa, đó cho đúng. thêm sữa đó. Ông yêu opioid tới mức mà yêu ma túy tới mức mà À, ông gọi gọi cái nó đó là là milk sữa luôn đó, thưa quý vị, như là như là là uống mỗi ngày. một cái slang đó. Rồi đối với người người Mỹ chúng ta thì là mỗi một ngày là đều phải uống sữa. Thì khi mà Michael Jackson lúc đó là đã ông bác sĩ đã cho một liều rồi, nói là Đúng rồi. đau lắm, muốn xin À, thêm muốn more thêm more thêm milk, xin sữa thêm, thì ông thương quá.
Thương mà tại vì bác sĩ nhưng mà là bạn luôn, thân lắm đó, thành ra vì thế mà khi ông này ông nói thì ông kia chiều lòng, nhưng không ngờ cái chuyện cái lần đó. Dạ, thành ra bây giờ ông đang phải ngồi tù, quý vị cũng hiểu đó, thì là cái đó cũng cay đắng chứ. Đúng đó, dạ, cái đó là đáng thương nhiều hơn là mình đáng trách người ta. Dạ. Thì cũng như là trường hợp của Marilyn Monroe từ những cái năm thập niên lâu lắm rồi, một cái hình tượng mà icon lớn nhất của nước Mỹ và thế giới đó, thưa quý vị, cô cũng tự sát bằng ma túy. Rồi Prince sử dụng opioid, rõ rệt là ông ta chết trong thang máy của cái studio của bạn của tư nhân. Whitney Houston cũng ma túy rồi chết trong bồn tắm. Đúng rồi. Thì thưa quý vị, toàn những ngôi sao mà rạng rỡ nhất của thế giới là họ cũng đều là qua đời vì ma túy và đặc biệt là vì opioid rất là nhiều. Và cái vụ việc ngày hôm nay đó là công ty Johnson là đang phải gánh chịu cái vụ việc này, là bởi vì người ta cho rằng là công ty này phải đền bù là 573 triệu, nhưng mà con số người ta dự đoán có thể lên tới hàng tỷ. Và ông thẩm phán là phán quyết rằng là Johnson đã gây nguy hại cho sức khỏe và an toàn của hàng ngàn người dân tiểu bang Oklahoma bằng cách là quảng cáo và khuyến khích sử dụng các thuốc giảm đau có ma túy opioid một cách sai lệch, một cách sai trái. Vậy là như vậy, một cách khách quan thưa quý vị, là chắc chắn cũng phải có một phần lỗi của các bác sĩ. Bác sĩ kê toa bừa bãi đúng mà quá rồi anh. Và cho rất nhiều, vì mình không hiểu là bởi vì có thể có cái quyền lợi của họ trong đó, họ cho có thể nói là một cách hơi over. Nhiều bệnh nhân đâu có cần đâu, nhưng mà họ cho ào ào, thành ra là một lọ cho thành bốn lọ đó, rồi bên cái bên dính vô với lại bên dược phẩm, tức các pharmacy, thì có thể là họ cũng làm ăn với nhau, mình không thể biết được. Cho nên đôi khi đó sở diễn đi đến cái tình trạng này là cũng có một phần do các cái giới y tế đã có phải chịu trách nhiệm cho thuốc dễ dàng quá cho các bệnh nhân, cho nên bây giờ nó thành cái chất đó như là ghiền, mà bây giờ khi mà họ đã quen rồi, bây giờ bắt họ ngưng là không phải là dễ. Không ngưng được. Biết bao nhiêu chương trình họ nghiền mất rồi. Bao nhiêu chương trình mà gọi là cai nghiện đó, nhưng mà đa số chúng ta thấy không thành công. Không thành công. Tại vì cái cảm giác cũng như là lúc đầu cái bản tin thì anh Trọng cũng đã nói tới quý vị đó, là đời sống của người dân Mỹ nó rất là nhiều pressure. Và cái mà opioid hay là những cái ma túy nhẹ nhẹ đó, opioid cũng không hẳn là nhẹ, nhưng mà nó Linh Nga cũng nghe người ta nói lại thôi, là sử dụng nó cho cảm giác rất là dễ chịu. Còn cái mạnh mọi, hơn mọi là... cái đau đớn, mọi cái mà đau đớn cả thể xác và tinh thần ấy. Đúng rồi. Là nó giảm xuống. Như là có những cái thứ như là LSD đó, mà nãy LSD. Linh Nga cũng có nhắc tới một chút đó. Thì nó còn tạo cho mình một cái hallucination, là một cái ảo giác. Vâng. Cái quý vị tưởng là thật, nhưng mà thực ra là nó là một cái hình ảnh ảo giác thôi, mà đôi khi người ta tìm quên được trong một cái LSD đó, thưa anh, là bây giờ nó đang trở thành là trào lưu trên thế giới. Tại Hoa Kỳ và trên thế giới, thưa quý vị, là cái tên gọi tắt của LSD tức là đây, theo một cái bản tin mà Linh Nga cũng coi được nè, thì nó ở Việt Nam bây giờ đang có vấn đề về cái vấn đề nó gọi là vấn nạn, nó gọi là Việt Nam họ gọi là tem bằng giấy. Nó giống là y như một con tem bằng giấy thiệt luôn, thưa quý vị. Là nó nhỏ nhỏ như thế này. Quý vị, cái người sử dụng họ sẽ đặt vô cái lưỡi của họ và họ ngậm lại. Thì nó sẽ có tác dụng là trong vòng là 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngay sau 5 phút mà đặt vô lưỡi thì nó có tác dụng ngay lập tức. Nhưng nó last long, nó kéo dài là 6 giờ đồng hồ. Mà 6 giờ đồng hồ đó là quý vị sống trong một thế giới ảo hoàn toàn. Thế giới hoàn toàn khác. Tức là theo cái bản tin ở đây anh này, là người ta viết là LSD là chất tổng hợp từ nấm cựa gà, có khởi nguồn từ Thụy Sĩ vào năm 1938. Và sau một thời gian tạm ngưng sản xuất thì nay nó trở lại. Và đây là chất gây ảo giác mạnh nhất. Chỉ cần vài chục micrograms là có thể gây ảo giác. Và đây cũng là một trong hai loại ma túy nguy hiểm nhất thế giới. Và LSD thì gây ảo giác những hình ảnh không có thật, người này ra người khác hoặc không mà biến thành có. Hoặc là những người mà thì người ta nói những rằng người đẹp không là phải, nghe nói là lúc đó thì cái cô nào cũng đẹp hết. Nhiều ông ở ngoài thực tế ông không được may mắn đó, nhà vì ông dùng thuốc để không may mắn là, anh nói là sao? Không may mắn tức là thực tế là người tình hay người vợ không được đẹp lắm, thì bây giờ phải dùng cái đó vô thì ông cảm thấy sao mình phân chấn quá, mình lucky quá. Chết. Nhưng mà đến lúc mà ông xong cái thuốc thì ông lại giật mình, ông về lại sống tiếp trong những cái đau khổ. Sống trong đau khổ là không được đâu, thưa quý vị. Mà ở đây đó
anh, người ta nói cái mà nguy hiểm nhất là thế này ạ. Người ta nói là khi mà dùng LSD nó gây ảo giác, mà quý vị đang đứng trên cái lầu cao ốc cao nhất 10, 20 tầng lầu đó, có thể bay xuống, nhưng cảm giác mình là cánh chim. Vậy hả? Hoặc là cảm giác là mình đang đứng trên mặt đất bằng, mà quý vị không nghĩ rằng là mình đang đứng trên cái lầu cao ốc đó, và quý vị sẽ bước đi. Nếu mà đi sâu một chút thì quý vị cũng hiểu đó, nó có cái nguy hiểm là cái óc mình lúc đó nó không còn bình thường, không còn là mình nữa rồi. Thành ra đôi khi mình làm những cái việc nguy hiểm, mình không nói cái chuyện đó cho bản thân mình. Nhiều khi có những vụ xả súng lung tung là người ta phân tích ra cái người đó cũng có tâm thần mà đã từng sử dụng những cái chất đó, và thành ra nó rất nguy hiểm. Mà bây giờ đúng là phong trào đó, những cái nhẹ hơn như là ecstasy, là cái giới trẻ đây tôi biết là họ có thể nói là dùng mỗi ngày luôn đó. Họ cái lúc buồn buồn là họ sữa, gọi là sữa. Thật ra nó trở thành một cái bình thường thì mình thấy đó thực sự là một cái nguy hiểm đó, mình phải lên tiếng để mà nhiều khi phụ huynh phải để ý con cái, đúng không? Đúng rồi, dạ vâng. Thì thưa quý vị là cũng như là cái câu chuyện mà cũng vui mà anh Ngọc Trọng và Linh Nga cũng gửi tới quý vị liên quan tới cái khủng hoảng opioid đó, thì chúng tôi cũng muốn nhắc tới quý vị rằng là hiện nay thì cái cuộc khủng hoảng này nó đang rất là mạnh mẽ. Vì vậy nếu như mà quý vị cũng phải rất là lưu ý khi mà quý vị tới bác sĩ. Đúng rồi. Là quý vị mà được bác sĩ mà cho thuốc đó, kê đơn á, quý vị phải hỏi bác sĩ rất là kỹ lưỡng xem cái nguồn, ngọn nguồn của cái thuốc. Nó có nhiều cái thuốc tên của nó không gọi là opioid đâu, nhưng thực chất nó là thân nó là thân của opioid. Đúng, thưa quý vị, quý vị phải hỏi xem là cái thuốc đó nó có ngọn nguồn với opioid không. Nếu có, xin quý vị đừng nhận thuốc đó, có thể xin bác sĩ là cho một cái thuốc khác nó nhẹ nhàng thôi. Tại vì nếu quý vị sử dụng cái thuốc có ngọn nguồn từ opioid, sau vài năm, sau 10 năm, quý vị không thể sống thiếu nó được. Và đó chính là một nguyên nhân mà gây tử vong hàng đầu. Và ngoài ra những cái ma túy nó còn khiến người ta có cái tăng cao cái khả năng, cái vấn đề là muốn tự sát. Và đây, cao hơn. Đây họ cũng nói cho quý vị là chúng tôi đọc được là công ty Johnson này đó chế tạo thuốc giảm đau nhưng mà có những cái chất ma túy. Thì đó. Nhưng công giống như cái công ty mà Janssen đã từng chế cái fentanyl đó. Quý vị cũng biết cái chất đó. Thành ra là nó có nguy hiểm lắm chứ không phải là một cái tin thường. Và cũng cái bản tin đó anh này, người ta nói rằng là ông thẩm phán ông cáo buộc đó là công ty Johnson đã huấn luyện các trình dược viên của họ đúng rồi. Để có những cái lập luận khi mà gặp khách hàng đó nói để giảm nhẹ cái tính nguy hiểm khi bị nghiền nếu mà quý vị dùng thuốc. Tức là họ không giải thích đầy đủ mà họ lờ đi những cái tác hại, cho nên là đôi khi người khách hàng vô tình đâu có biết đâu cái nguy hiểm. Thì đó là cái bản tin cũng có liên quan tới cái vụ việc mà cái khủng hoảng opioid hiện nay. Thì chúng tôi chắc là cũng sẽ sau này cũng sẽ, anh Ngọc Trọng và Linh Nga sẽ trở lại với quý vị trong những cái vấn đề mà khi chúng tôi có những cái cập nhật mới hơn về opioid và cái vụ việc này.